hỏi: Sao cải cũng có sanh mạng, vậy ăn chay có kể như là sát sanh không? Đáp: Ăn thịt thì sát sanh, cho nên tôi không ăn thịt. Nếu ăn chay cũng là sát sanh thì tôi cũng không ăn chay. Vậy thì ăn cái gì? Lúc trước đã có nhiều người hỏi về vấn đề này rồi. Rau cải tuy là có sanh mạng, nhưng chúng không có trí huệ là bao nhiêu. Chúng không biết chạy, cho nên khi quý vị ăn chúng, chúng cũng không chạy đi đâu. Rau cải tuy có tánh mạng, nhưng chúng không sợ hãi mà cũng không bỏ chạy. Hãy xem con muỗi đó, khi nó hút máu quý vị, nếu quý vị chỉ cần động đậy một chút là nó liền bay đi. Nếu quý vị giết nó thì tức là sát sanh. Hỏi: Có thể dùng âm nhạc tiếng Phạn để cúng dường Phật không? Đáp: Cái gì cũng được cả. Những gì mà con thích thì đều có thể cúng dường Phật và Bồ Tát vậy. Hỏi: Tại sao có ma? Đáp: Đó là vì trong tự tánh có ma, cho nên mới lôi cuốn ma bên ngoài vào. Ma của tự tánh là tham sân si, chúng là chất độc của tự tánh, nên mới tiếp dẫn bọn ma ở bên ngoài. Ha ha ha,